Rồi, Rome. Mark Greg. Đấy, quân này nó còn tẹt cái quân kia cơ. Đang hai đều. Đây là Quýt cầm Roman. Vẫn Roman. Xi măng thì cầm Pearl. Ui dồi, quân này nó còn hơn cái quân vừa rồi. Phí quá, tự nhiên mất quả là thêm một ít thời gian nữa. Mát quá nhỉ, mát quá, nó mù đúng nhỉ. Ủa xin mang cho dân đại tướng quân Mark của No1. Đang là Rake của Chibor. Đúng rồi, không sao, chúng ta sẽ làm lại trận đấu này. Có anh Thanh Tùng này. Ngày xưa anh đánh như anh hồi trẻ, hay quá. Vâng, anh chắc không gặp thời thôi. Anh chắc không gặp thời thôi. Ô chào Tiếu nhá. Rồi có 5 lít rồi, anh em kiếm thêm 500 với tôi là đủ một cam, nhưng mà có mấy củ rồi. Anh em đi rượu chè thôi. Đấy, Bầu Đức treo thưởng 1M nha anh em. Một ca view được 1M là anh em xem như nào. Nó không sao cả, chẳng hạn rồi trận vừa rồi mang cũng hơi lơ hơ, không để ý đâu. Không sao cả. Cứ nghĩ là cổng ca rồi, hóa ra ông Dummy hơi bắt tay khoản tự nhà thì thôi không sao. Rồi, cũng khắc chung nhá, cũng rồi đấy. Rồi, Hoàng Thành ơi, không sao. Ở đây là màn hình Persian của Sima. Rồi, có bãi quả này, ui dồi, không phải là con gì. Mỗi 7 yêu 4 này. Đâu động vào đâu hết rồi. Vâng, anh Huy Nam này, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Đây là bài của Sima, còn đây là bài của Quýt, Roman, và đây là xe giò màu 5. Màu 5 là cái chủ No 1 Mark. Mark và Greg. Đây là No 1 của Mark ở chỗ này. Vâng, Bầu Đức trao thưởng rồi đấy, anh em cứ thoải mái đi. Vâng, không biết cái chỗ khả năng ở kín rồi, như này là kín rồi. Như này mà cái chỗ kia mà còn nó thì chắc là chỉ có map gọi là map hay gì thì thôi. Rồi, đây. Đấy, bò thế là không được hai nhà rồi. Vâng, không biết là bên kia cái gì kia. BB là của No1 à? Ủa không sao. Vậy là tình huống này No1 cũng đi khung nhà hay sao, nó có BB đây nhỉ. Vâng, đây là màn hình xi măng 25 dân. Xây cái gì kia? Đây là bên đỏ là BA đây. Vâng, sẽ ủa, cái này đánh cung à?
Ô, tình huống này phải chết cẩn thận nhá. Rồi, xây như này thì cung nó sẽ lở bên trong. Nhưng mà vẫn là tình huống nhưng mà cẩn thận. Tình huống này thì khả năng đổi bản nguy cơ cũng khá nhiều. Chứ còn công y thì nghe nó hơi khê với con Greg này. Còn nếu mà quyết cẩn thận ra xây được đôi con phù vác sang đây thì cho đổi bản luôn. Nhưng mà nếu mà xinh bằng nó nghe 6 giờ thì em nghĩ là bên kia cũng đoán được là xinh bằng đánh đánh Nga. Vừa nói xong thì chip boy có mặt đây luôn. Giáp đỉnh làm sao nhỉ? Ồ, hay quá. Cảm ơn anh Nguyễn Cung Hùng nhá. Vâng, anh Trường Nguyễn đây. Chọn do Trường... anh... đúng rồi đấy. Ok, là do Quýt rồi. Rồi, xe A đi. Một A nữa là kín nhá. Một A nữa là kín. Có ba con dân này có lên cho đi vào không? Vẫn hả, vẫn hả. Rồi nha, tí là lên đòi là nếu mà cũng có gỗ là cho đi gỗ là được. Vâng, vậy là có Y rồi. Nâu 1 có Y nhá. Nâu 1 xe Y rồi. Đây rồi, đây rồi. Cẩn thận nha, có Y, có Y, có Y. Hai chữ E nữa cho nó chắc. Bằng Quýt đang chơi thủ chân lực cho cái thủ xí mạng. Chém rồi. Mà cái gì đó. Một P ở đây. Đây là có K nhá. Có đài truyền hình K cộng luôn đấy. Vâng, rồi em đoán này có đúng đấy. Chip boy tình huống mà xây K rồi. Vâng, đứng đây và sẽ hát vào. Sẽ hát ra ngoài. Kể cả là Y Maxi. Chỉ cần hát được một con Y thôi là tươi luôn. Chỉ cần tình huống là cần này. Bây giờ hát, hát đi. Rồi, tiếp tục. Cứ hai chơi một thôi. Cả cộng nhỉ. Được không, được không? Được. Ô, xin mang lên là công, công A thì công rồi. Công T à? Đang thiếu đừng nha. Có hay không? Được. Được con nào tôi cạn này. Ra trong ra đây. Đường núi vẫn được đấy, đường núi vẫn được đấy. Con qua con chém lọt vào nha, chém bác sĩ lọt vào đấy. Chém bác sĩ, chém bác sĩ. Cứ bắn đi, bắn đi. Cú nha, Quýt nha. Rồi hát đi, má đen đi. Ồ, nếu mà Quýt đánh hù thì thực có thể cho xin mạng được. Rồi, có ba con đi nhá. Rồi, ra hát tiếp. Vâng, anh em xem như nào bởi chú cẩn thận đấy, không biết chơi đâu một được có tình huống có cả khả năng là chú ý ra. Con tham đang là 23, đi từ từ nó quyết. Con xí băng cần ra ngay tơ này để thủ. Ôi, khoảng tầm đây xem nào. Nhìn sơ là khoảng tầm 7 con đi rồi. Nhưng mà mang đã mang quân ra kịp rồi. Quyết trận này đánh châu mù rồi, ok. Ồ, tình huống rất hay. Ôi được rồi, trời. Tình huống là già phù ngay. Máu cho người anh em. Tí nữa đột tử. Ô, 700 rồi anh nhá. Nhanh nhanh, còn 3 lít nữa thôi. Nhanh anh em, còn chụp 7. Đi luôn thôi. Ra đen cái nhà BK cũng được, chi bằng. Anh đánh đen luôn cái BK cho nó. Ông xem như nào nhá, cẩn thận đi kia nô 1. Nếu ông ấy khả năng ông còn chuyển được BK đấy. Đây rồi, hàng về. Một chú, hai chú đi. Được một cháu. Rồi, đây rồi. Nào. Cháu thứ hai, cháu nữa đánh. Được không? Được hai cháu rồi. Được chưa? Đi qua. Lời, còn phụ. À, được rồi, được rồi. Chết đi thì vẫn phải để lại nó ra cái gì đó. Đi nhá, tiếp tục một em à, hai em à.
đấy mà còn gì là kỳ tưởng dặn lời đấy. Anh cho thằng vâng bên này là chiếc boy thấy xe 2L rồi còn đâu một thôi ra 4 à 4 mới đầy được rồi ra 4 rồi tụ vào đi cùng phù của Quýt đi nào. Đấy, cái ba con chém này cản mặt tôi là cái đống chém của Maxi này là phế vật. Phải cẩn thận cái chỗ mà bên nhà cũng Maxi đục vào đau đầu lắm. Ok rồi đi luôn đi luôn đi luôn. Đó, có hai con phù thì hù cho hai người anh em đi. Hai người anh em đi cái này nó để chết không. Hai người anh em đi. Em luôn đi là úi giờ được quá mát quá. Được biết tầm đầu nhưng mà tầm cuối được biết rồi sao ta mang à rồi tao mang thì một con thì ba được xi măng ta ụt có phải đâu thằng to đấy xi măng sáu ba mà thấy nô một cứ nhận hết bây giờ đi đang mắc xe kia về hai cái thằng to á một chút chưa qua cái nào hù máu cho mấy con này. Đó đi cùng với Shiba thì sẽ có lợi thế. Nhưng bên kia có Y ấy, cẩn thận đấy. Vâng, đội bạn có tình huống mà ghé thăm nhà Shiba. Nhưng mà vừa đi cũng hoa bán rất anh én luôn. Không cũng được. Không sao, cẩn thận nhá. Tình huống này mà em nghĩ là đi ảo được một turn là hay này. Ô, thế thì mình luận lại hơn tí à? Ô tính thì một em để mắc rồi ấy. Anh gì anh phạm ra hiền gì đó đây rồi tên này hay. Ô không phải chửi cung A nha mà đánh châu chém kẹp Y đến từ game thủ nó một may quá từ chửi cung A thì còn thấy khoai khoai nhưng mà châu chém thì ưng rồi. Rồi cứ đứng đây thôi à không qua qua được qua được. Bây giờ mới ló mặt ra cũng à. Rồi đứng lại đây rồi, cố gắng bắt hết tần chém này cũng được. Nhưng mà sao em thấy đây cũng mấy con cung A anh kìa. Ồ bắt được nhiều chém này. Kìa cái gì vậy? Bước đi ăn đột bê bò. Vâng vậy là lâu một đi xong cung A rồi. Tham vào 64 này, tham vào cái của xí mạng. Bên này anh em xoay tham như nào, thì cũng xoay tham thì biết ngay là nâu 1 về tham như nào không anh. Đi nha đi cẩn thận này hai cái tủ đi với nhau thì là cái tốt nhất. Đây rồi Quyết cứ ba chém sang nhà lên cái tủ chi boy cũng được à mang hù sang nhà chi boy cũng được. 23 là không thì nếu mà chỉ mang cho ít thực tiết được ít mua dân ở nhà ra ăn vàng ngay tại nhà cũng được cái ép kia đâu đi ăn đâu thôi nhá cùng nhà của bác chê đấy rồi ăn được rồi bao 400 thực này có gì cho quý tí không cho đôi lít chẳng hạn tính nha mãi không phai nhòa rồi tham 80 rồi. No 1 là cái thế mà đánh châu chém mà có thêm cả Y chuyển cả cung nữa thì là chắc chắn là không thể khỏe bằng xi măng được. Khi xi măng là một bài đánh thẳng cung A luôn. Ô số bác kìa. Có chém đảo thì là tốt. Ô anh em hay thế nhỉ, lại có cả chém đảo. À đấy là cả chém cung 2 cơ. Còn mơ với chém cung 2 thì cung 2. Thế thì đâu bá quá. Em sao nào rồi. Tham của Lobo của tầm 60. Cái gì đây bảy cũng được, bảy cũng được. Đây rồi. Đây rồi, hù của Quýt đâu hết rồi. Đấy, bắt hết rồi. Ô, không sao cả. Ở tầm này Quýt ra chém được. Hù là gì nữa, mất tay. Rồi, xem xin mang bắn đi. À, vậy là kia là... Ông muốn có tình huống mà muốn đẩy vào cái yếu của anh em. Oh.
nhiều nha, xi măng nha, gỗ cực kỳ nhiều ấy. Đây rồi, đây rồi. Rồi. Đấy, cậu muốn làm gì cậu làm đi. Tôi đứng yên cho cậu mặt. Ủa. Vâng, chị boy nhiều ruộng quá nhỉ. Chị. Ơ. Được nhìn gỗ nha. Được quá, không có tay. 5. Và nhà 5 thì cũng được, biết đợi 5 gần hết cung A rồi. 5 hết cung A rồi. Đứng cao, đứng cao, đứng cao. Khi trẻ dân ở bãi vàng như là xung quanh nhá. Ôi đi hẳn ra ngoài ăn vàng thôi, tầm này. Đấy, mình đứng yên chỗ này, mình đứng yên chỗ này thôi. Mình đứng yên chỗ này, thế là mình đồ ngà. Đấy, làm gì ông ngà đi. Đấy, ông ăn của tôi, ông ăn luôn đi. Rồi, dân cứ đứng chơi nhá. Ôi, mình nhìn mấy gỗ này, cho quý cứ ít được. Khả năng trận đấu sắp kết thúc rồi. Ui rồi, ra một phát, anh em thấy gỗ nhiều. Bây giờ lại còn kém nữa, ông chứ bòi. Tăng 5-6 nhà để cho nó mát. Anh em khán giả đang có tờ chim đoạn là tăng 9 nhà. Đẹp mấy nhà đi. Bây giờ tay nhanh quá, đi ăn cả ruộng cả gờ đi đấy. À. Ô thế về từ từ xem tham nào. Không tham bên bạn ta chỉ là 3 thì tham mới nô mục của tầm 50 thôi. Cứ tham bao nhiêu rồi. Tham 18. Ơ chỉ mang gì cho quýt đi cũng được. Bây giờ đi tìm chỗ này khổ tầm mấy trăm gỗ là đóng được. Khoanh lũ ấm là được. Ok à, chỗ kia nhá. Không một đợt đổi lại rồi. Ôi trời, được rồi, chỉ có đi cao cũng được. Có hơn không? Chị mang thủ thương kia kìa. Gỗ nhiều, cứ cho. Ui rồi. À đen BM ấy rồi. Rồi, giờ tí xe lại BM đã. Đây, bắt hết, cố gắng bắt hết tên này. Đi thoải mái, sắp được tầm, vẫn sắp được khoảng tầm 7-8 man đi. Đây rồi. Quý vị đừng quên à kìa, đứng sát vào là đứng cao lên, uống xin mang cao lên. Đấy, đứng sát đây là được đấy. Em nghĩ là thủ đó. Có tay nha, những cái e kín ruộng, Ốp tần cuối rồi nhé, à, gần rồi. Vậy là chúng ta thì thua trận đấu này rồi.